tháng 7 này là thầy Thu về, nên là con rất hào hứng về học của thầy Thu. Nên là tất cả mọi người làm sao làm phải có một cái tấm vé để tham dự của thầy Thu. Thầy Thu là thầy của tất cả các bậc thầy. Nên lần này thầy về là thầy chia sẻ cực kỳ hay và cực kỳ hay, nên là con cảm nhận là học cái ý của thầy Thu là con cảm thấy là thay đổi cả cái suy nghĩ của mình và cũng như là cái cuộc đời của mình. Nên là nhất định các bạn phải tham gia trong tháng 7 này. Nếu không tham gia tháng 7 này thì vô cùng hối tiếc của các bạn. Đây là hệ thống CA, nên là các bạn ở trong hệ thống CA nhất định là phải về gặp thầy trong tháng 7 này. Xin chân thành cảm ơn.